À, em xin chào các bác. Hôm nay thì lưới nhật ở bên em về rồi ạ. Đợt này nâu nó mới có hàng. Vì có lẽ là do những ách tắc đường biên. Lưới nhật về đợt này khá là đẹp luôn. Đây các bác này. Cái này là hàng sản xuất của bên nội địa Nhật ấy. Có nghĩa là họ trực tiếp từ bên nước Nhật họ làm. Chứ không phải là hàng ở các nước khác làm. Đấy, nó rất là tỉ mỉ. Từ những cái sợi dây này cho đến lưới. Chẳng qua là em bán cái lưới nhật bãi này nó vá một hai miếng là do là nó cố tình nó làm hỏng đấy, để nó mang về Việt Nam nó thành hàng bãi đấy. Chứ còn đai nó cũng làm tử tế lắm, nhôm ở trên đai nó còn có cả chữ của nó cơ. Nếu sợ đây, kích thước của nó đây các bác này đấy, một cái này là dài rộng 5m1, dài 9m2. Dài 9m. Cái này em vẫn bán là 160.000 một tấm. Nó vá 1-2 miếng các bạn. Còn có loại vá nhiều là em bán là 130.000. Nó vá nhiều hơn một tí. Thế hôm nay em lại bắt đầu về mùa lắng này các bác che. Ví dụ như là ở cái lớp lưới này, khi mà nó lắng rồi các bác che thêm một lớp nữa, thì đó nó sẽ nhẹ đi và nó sẽ giảm cái ánh nắng xuống cây, thì nó đỡ bị cháy lá. Mùa hè tầm này thì nó vẫn chưa thực sự là nắng gắt, nhưng mà em nghĩ chỉ tầm 1 tháng nữa thôi. Thời tiết nó sẽ rất là khắc nghiệt, cộng thêm mấy ở dưới xuôi thì có nhiều cái nền bê tông, thì cái nhiệt độ nó sẽ hấp hơi vào cái nền bê tông, nó sẽ hắt ngược lại. Ở trên em thì cây cối với rừng nó nhiều thì nó không hấp hơi được, cho nên là nó mát. Còn cái kiếm này em đợt này bác nào lấy từ 10 cây kiếm gieo hạt này, em chỉ tính 400.000 bao ship không nhá. Đấy, kiếm đợt này đang lên đẹp lắm, mùa mưa này lên đẹp lắm rồi. Đây là một số dòng này thì để em nuôi trồng, tại vì là cũng lâu rồi em không để ý nữa. Bên ngoài lưới nhật ra thì các mặt hàng mới em vẫn cung cấp đầy đủ, từ vỏ thông số 1 này, số 1 12, số 2 là 16 và số 3 là 18. Dớn cọng là 30.000 một cân. Mảnh dớn vụn là 20.000. Đây là cái để nhồi phân. Cái này 50.000 một túi, 50 cái. Còn đây là cái túi kẹt ki, 40.000 là được 100 cái. Cái chậu giả đất là 6.000. Đá bọt là 18.000. Đấy. Chậu 17. Chậu 17 nhiều lỗ này em bán với giá là 2.800. Còn 19 là 3.500. 21 là 4.500. Và 23 này là em bán 6.500. Đấy. Mỗi loại đợt này là giảm 2-500 đồng một cái. Vậy kể cả là loại lan có loại ít lỗ, có loại lỗ đáy này, và loại nhiều lỗ, lỗ toàn chậu luôn. Đáy nó lại không có lỗ. Còn đây là bí. Bí 22 này thì là 12. À mùng 10 10.000. Bí 26 là 12.000. Bí 31 là 16.000. Bên em vẫn bao ship từ những đơn hàng 200.000 trở lên các bạn. Bao ship từ đơn hàng 200 để các bác mua, các bác biết rằng là à đây, cưng này số tiền là hàng sẽ về đến nhà mình, thì các bác sẽ không phải lăn tăn về tiền cước nữa. Nó em muốn sự giản tiện nó đến mức tối đa nhất. Đấy, kiếm đây các bác, 50.000 một cây thôi. Lấy 4 cây là 200, lấy 10 cây là 400 thôi nhé. Trần mộng thì vẫn là 90.000 một cân. Đây, trong kho em còn những cái chậu sen phi 35, nhưng mà em tính là phi 30 thôi. Là 22.000. Cái khay đựng nước này đợt này là giảm giá xuống còn có 12.000 đúng không ạ? Đấy. Khay đựng nước có vai trò rất là quan trọng trong cái mùa này, nó làm cho cái tiểu khí hậu ở trong vườn các bác nó sẽ giảm được tối đa là 3 đến 4 độ khi mùa nắng. Ví dụ như là nhiệt độ ở vườn ở ngoài trời là 38 thì nhiệt độ trong vườn là 36. Thì cộng với cả 3 giảm xuống 3 độ thì nó còn 32. Thì vườn các bác lên vườn nó sẽ rất là mát. Đây còn có những cái loại lan thẳng giả gỗ là phi 35 các bạn này. Cái này 17.000 này. Bây giờ em đợt này các nhiều bác mua chậu to lắm, vì lan nó rẻ thì các bác mua những cái chậu to để các bác làm thành những cái tác phẩm ấy, chơi cho nó sướng. Đấy, đây là cái vỉ mô 112 lỗ đây. Vừa để ngoài tác dụng làm dàn ra, nó còn để đặt những cái cây đai châu con hoặc là những cây hoàng nhạn bé bé các bạn, để đặt vào đấy. Rất là hay.
18.000 một cái. Đấy. Bên trong nhà em thì hôm nay thì trong nhà em này chỉ có vị hoàng thôi. Vị hoàng còn có mấy thân này thôi. Hôm nọ bổ chậu to ra bán còn có đúng 4 thân thôi. Đây hình số 4 này là 500. Hình số 23 700, hình số 1 700. Hình số 24 này là 800 thân tư. Đấy chỉ còn có 4 thân này là hết. Em lại tiếp tục trồng và nhân giống tiếp, sang năm em lại bán tiếp. Đây, chỗ này thì hết rồi. Đây chỗ này có chậu Huế đang ra lụ này. Lúc để cái chậu Huế này người ta còn gọi là là tứ thời để nó ra được 4 mùa. Đây cây hồng ngọc Bắc Cạn của nhà em đây. Thấy lụ lô hội nhìn phê thật đấy. Đây các bạn nhìn này. Cây này 1,5 triệu này. Mai kia sẽ lở. Đấy, còn đây là Huế. Huế bắt đầu đẻ này. Đấy. Đây 3,5 triệu một thân Huế này. Đây các bác này. Đấy, thân tơ tít đẻ con này. Đấy ngoài kiếm ra thì em còn ít kỳ phi điệp ở trên giàn này. Chỉ có 5.000 một kỳ thôi. Tuy nó hơi bé nhưng mà về trồng ok lắm. Đấy đợt này là hoa nó cũng bắt đầu lở nhiều. Hoa lở bắt đầu là để ở trong vườn cũng có cái con kiến đỏ này rất là tốt nhá. Tuy nó cắn rất là đau nhưng mà khi mà cái con bọ trĩ hay là những cái gì mà nó đẻ trứng vào đây nó ăn sạch các bác. Đấy. Nhà em thì luôn luôn sẵn một cái tổ. Sẵn một cái tổ rất là to. Con này riêng con này bọn dẹp riếc ở vườn em gần như là nó không thể sống được. Vì khi mà dẹp bị tổn thương phát nó ngửi thấy mùi thịt phát là nó vào nó ăn hết. Đây con này là có loại kiến ăn thịt này. Nó không ăn cỏ ăn gì như mọi con khác đâu. Nó ăn toàn thịt thôi. Rêu là 40.000. Đây rêu 40.000 này, một cân này. Nhẹ lắm các bạn, một cân về dùng tẹt ga. Phân chuồn quế V-Mid, cái loại V-Mid Max này, loại to khổng lồ này thì em có 2 túi thôi. Bán 30.000 một túi này, có 2 túi thôi. Còn lại là phân chuồn quế V-Mid loại 50.000 một cân. Dao tách này 60.000 một bộ này. Dao tách kiếm này. Còn đây là Gromo 630 30 là 30. 20 10 10, 20 20 cũng là 30 và 30 10 10 cũng là 30. Phân Zilan là 25. Đấy, còn đây là còi báo động là 108. Các loại canxi, kali kia này là 25. Bencola lại cũng 25. Đấy, bên trong này còn một mấy cái cần tưới. Đấy cần tưới 1.000 lỗ đây. Cái này là 350. Phân bón Zilan cái loại 1,36 cân đây. Cái này nặng hơn 1 cân cơ. Nó gần 1,5 cân. Bác là dùng nhiều thì có sử dụng loại này. Cái này có 155.000 thôi. Còn phân cá hồi là 70.000 một túi 2 cân. Bên trong này là lưới Nhật vừa về đấy ạ. Lưới Nhật với cả cái phân chuồn quế. Phân cá. Rất cả các bác.